Chương 3 ở trong giáo trình Editorial 1 này tập trung nói về chuyện ăn uống. Và trong bài tập thêm này, chúng ta sẽ tìm hiểu tên của một số món ăn tiêu biểu của người Pháp. Và theo trang mạng erasmusplus.com, thì người ta giới thiệu chúng ta 25 món ăn tiêu biểu của người Pháp, Le Vin Saint Plat, typiquement français. Và trong khi trình bày 25 món ăn này, thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm một số các cái thành phần để tạo ra các món ăn này, và chúng ta học thêm một số các từ ngữ mới. Và các cái tên của các món ăn này thì có thể chúng ta sẽ rất khó nhớ, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung nhớ khoảng 10 tên, tức là 10 tên của món ăn mà theo tôi thiết nghĩ là đây là một cái kiến thức tối thiểu chúng ta cần phải biết khi nói về ẩm thực của người Pháp. Món thứ nhất là foie gras. Foie là một cái cơ quan ở trong nội tạng của chúng ta, là bộ gan, lá gan của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy foie gras là gan béo. Đây là gan béo là bởi vì nó được làm từ loại gan của con ngỗng hay con vịt, mà người ta làm cho nó béo một cách thái quá bằng cách người ta dồn cho nó ăn rất nhiều là ngô, là bắp trong một thời gian rất ngắn mà nó không có hoạt động. Như vậy lá gan nó phình ra và nó tích chứa mỡ, và người ta hạ thịt cái con vịt, con ngan, con ngỗng này để người ta lấy cái foie, lấy cái lá gan của nó để mà ăn. Và chúng ta thấy đây là hình ảnh của một cái lá gan, một cái món ăn sau khi đã được chế biến thì người ta ăn với bánh mì, và người ta nói đây là món ăn tiêu biểu ở trong các cái ngày lễ cuối năm của người Pháp, tức là lễ Noel và ngày Tết Tây. Và đây là hình ảnh của những cái con vịt, con gì được nuôi nhốt, không được thả rong, do đó nó chỉ có nằm và nó ăn, và người ta cho nó ăn như thế này. Người ta dùng động từ gave, tức là người ta nhét, người ta tống cái loại bắp rất là nhiều, người ta lấy một cái phễu, một cái quạng, rồi người ta đổ rất là nhiều bắp vào trong cái dạ dày của con này, và nó cứ nằm rồi nó phải tiêu hóa, và như vậy là cái gan của nó phình ra, nó nhiễm mỡ, cái gan nó rất là nhiều mỡ, người ta gọi là gan béo. Và đây là một cái danh từ đầu tiên chúng ta cần nhớ, đây là món ăn đặc biệt của người Pháp, le foie gras. Món ăn thứ hai là huit, là con sò, con ốc. Đây là cái món ăn thứ hai, là món ăn tiêu biểu của người Pháp mà người ta tìm thấy trong các dịp lễ cuối năm, tức là Noel và Tết Tây đó. Và cái món này có thể được ăn nấu chín lên còn nóng, nhưng mà thường thường người ta ăn sống, sống là cru. Và cái con này được ăn một cách tự nhiên, tức là lấy về người ta cứ để như vậy, rồi ăn với nước cốt chanh. Như vậy khi dọn một cái khay gồm các cái con huit lên, người ta luôn luôn để đá để cho nó tươi và có các cái lát chanh. Rồi thực khách sẽ lấy các cái lát chanh này, nhỏ các cái giọt nước chanh vào trong cái thịt của con này cho nó chín ra rồi ăn sống như vậy. Đây là món ăn khoái khẩu của người Pháp. Món ăn thứ ba là món cassoulet. Món này xuất phát từ vùng Languedoc, Roussillon, và món này được làm bởi những cái hạt đậu trắng haricot blanc, rồi thịt đùi của con vịt cuis de canard và thịt heo viande de porc. Và đây là cái món ăn đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ ở trong các gia đình nông dân của người Pháp, và ngày hôm nay người ta vẫn nấu cái món này trong các cái dịp đoàn tụ của gia đình. Và chúng ta coi một số hình ảnh. Thứ nhất là chúng ta nói cái món này xuất phát từ vùng Languedoc Roussillon, là cái vùng này đây. Và chúng ta thấy đây là lãnh thổ của nước Pháp. Paris nằm ở trích trích về phía Bắc và Marseille ở tuốt phía Nam như thế này. Và cái vùng gọi là Languedoc Roussillon là cái vùng này này. Và ở đây có cái món đặc sản là cassoulet. Cái vùng này nếu chúng ta thấy vẽ to ra thì nó gồm có một số các cái tỉnh, và trong này có một số các cái thành phố mà chúng ta rất quen thuộc, nhất là thành phố Montpellier. Món thứ tư là poulet basque. Basque là tính từ của danh từ Basque, là vùng Basque. Poulet là con gà. Đây là món gà xứ Basque. Xứ Basque là một trong những cái vùng mà có rất là nhiều, có phong phú các cái món về ẩm thực. Ở đó người ta chăn nuôi gia cầm. Gia cầm là la volaille, đặc biệt là những cái giống quý, giống vịt, giống gà rất là quý. Và cái con gà của xứ Basque này, và cái món này là một cái món đầy đủ, ở trong đó có thịt, rồi có nước sốt, rồi có jambon, rồi có poivron là quả ớt chuông, có cà chua và có ớt. Và trước sau sau đây chúng ta coi một số hình ảnh. Cái vùng mà chúng ta gọi là xứ Basque nằm ở chỗ này,
Đây là lãnh thổ của nước Pháp, xứ Basque, cái vùng màu đỏ. Như vậy chúng ta đi từ Paris, chúng ta đi ngang qua Bordeaux. Bordeaux nằm chỗ này. Chúng ta đi trích về dưới này, đây là vùng xứ Basque. Và nếu đi tiếp thì sẽ tới thành phố nghỉ dưỡng là Biarritz, thành phố tắm biển. Rồi đi thêm một chút xíu nữa là qua biên giới và đây là Tây Ban Nha. Ở đây chúng ta có cái dãy núi Pyrenees. Cái vùng này theo như tài liệu nói là vùng này rất phong phú về các cái món ẩm thực. Và cái món gà này là cái món gà đặc sản của cái vùng này, gà vịt. Và người ta hầm với các cái gia vị như chúng ta nói bên trên, cà chua, ớt chuông, vân vân. Và đây là một cái món đặc biệt của vùng xứ Basque. Món thứ năm là món escargot au beurre persillé. Escargot là con ốc sên, con ốc sên nó bò, rồi nó có hai cái tai, rồi có cái vỏ cứng, chúng ta rất quen thuộc ở nông thôn. Escargot này là một cái đặc sản của vùng Bourgogne. Và đây là cái món rất là đặc biệt, đặc thù, người ta gọi là escargot à la bourguignon. À la bourguignon là làm theo cái kiểu của vùng Bourgogne. Và cái món này khi nấu, khi chế biến thì người ta cho kem vào, cho bơ nữa và cho cái lá gia vị là persil. Và người ta ăn với một cái, trong tiếng Pháp gọi là cái pick. Cái pick là một cái dụng cụ nhọn nhọn dùng để khều cái thịt của con ốc ra. Giống như ở Việt Nam chúng ta lấy một cái gì nhọn như là cái tăm, cái gai để chúng ta ăn ốc. Thì đây dùng ăn ốc sên như thế này, người ta có cái pick, tức là những cái que nhọn như này để người ta có thể khều cái thịt ở bên trong vỏ ra. Và chúng ta nhớ đây là một cái tên rất đặc biệt, đây là một món ăn tiêu biểu của vùng Bourgogne. Chúng ta gọi là escargot, ốc sên của vùng Bourgogne. Món kế tiếp là mousse glace charentaise. Charentaise là vùng Charente, Charente là cái vùng màu đỏ đây. Và chúng ta thấy là nó nằm ở trên con đường đi từ Paris đi về Bordeaux. Charente, đó là những cái món ăn gồm có những con mousse là con cũng là một loại sò ốc đó. Nó có cái vỏ màu đen, ăn với hành tím, echalote và chế biến với gousse d'ail, những cái tép tỏi, rồi gia vị, rồi với trứng, để dơ là trứng, rồi với kem nữa. Và người ta đặc biệt là cho cái loại rượu của cái vùng này, đó là rượu Pinot de Charente. Vậy cái món này là món đặc biệt của vùng Charente. Số 7 là món galette Breton. Breton là tính từ của La Bretagne, là vùng Bretagne. Nó có tính từ masculine là Breton và feminine là Breton. Galette là tất cả những cái loại bánh gì mà nó dẹt, nó có hình tròn và nó dẹt, nó có một cái độ mỏng. Thì chúng ta cũng có thể gọi ở bên Việt Nam của chúng ta là có món bánh xèo, người ta cũng dịch ra là galette. Các cái món bánh tráng người ta nướng lên, người ta cũng gọi là galette. Ở bên Pháp có nhiều cái món ăn cũng dùng là galette, tức là nó có cái hình tròn và nó rất là mỏng. Ở đây là một cái loại bánh crepe của vùng Bretagne. Và bây giờ nó phát triển, nó lan ra cả nước đều ăn cái món này. Vậy món galette là cái gì? Đó là một loại món crepe mặn được làm bằng bằng loại bột và do đó nó có cái màu hơi nâu nâu. Ở bên Paris thì tác giả nói là chúng ta cũng có thể tìm thấy món này đặc biệt ở trong cái vùng xung quanh cái khu vực Montparnasse, người ta bán rất nhiều cái loại crepe Breton này. Và chúng ta coi hình ảnh vùng Bretagne là một vùng rất nổi tiếng về thắng cảnh. Đây là Paris. Chúng ta đi trích về phía tây, đi ra sát bờ biển Đại Tây Dương. Đây là vùng Bretagne. Và vùng này có cái món đặc sản là món galette Breton. Chúng ta còn là bánh crepe đây. Người ta đổ bột vào trong cái chảo, rồi người ta làm cho nó chín. Nó rất là mỏng và người ta cho một số các cái thành phần vào như chúng ta coi ở bên trên. Rồi người ta xếp lại trên cái đĩa và chúng ta dùng ở trên các cái món này. Carbonade flamande. Đây là tên của một món làm từ thịt bò, bœuf, rồi được ninh hầm mijoté là làm cho chín một cách chậm chậm với cái lửa nhỏ. Nhưng mà đặc biệt là người ta cho vào cái thịt bò này loại bia, bia màu màu nâu và một số các cái gia vị khác. Và sau cùng khi mà sắp chín rồi, người ta cho cái bánh mì vào để cho nó có một cái màu đen đen như vậy. Đây là cái món đặc thù là người ta gọi là carbonade flamand. Kế tiếp là món quiche Lorraine. Lorraine là vùng Lorraine. Quiche là một cái loại bánh bánh nướng, tarte là bánh nướng. Ở trong đó người ta cho kem fraiche. Kem fraiche là chúng ta khó dịch ra tiếng Việt Nam, kem fraiche.
và người Pháp rất hay dùng ở trong nhà bếp, luôn luôn phải có một cái chai, một cái lọ crème fraîche và có sữa, rồi có trứng, rồi có các cái loại, chúng ta đặc biệt là cho cả thịt mỡ, lạc đông là những cái phần thịt mỡ người ta sắp ra thành hạt lựu nhỏ nhỏ và được nướng lên. Người ta nói như thế này, ngày hôm nay cái món Kish Loren đã trở nên rất là thông dụng, phổ thông và các bạn có thể tìm thấy nó ở khắp nơi trong các cái tiệm bánh mì, trong các cái nhà hàng và người ta làm theo cái phiên bản mới, tức là người ta cho thêm nấm, thêm các cái Poirot là cái hành tây, rồi cho cả thịt gà vào nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ Kish Loren là cái món đặc thù của vùng Loren và chúng ta coi trên bản đồ thì chúng ta thấy vùng Loren là một vùng ở phía cực đông nước Pháp. Đây là Paris, đi về phía đông, đi sát ra biên giới, đây là vùng Loren và bên kia là nước Đức. Và đây là hình ảnh của một cái bánh Kish Loren, người ta nướng lên như vậy mà người ta cho trong này có nhiều thành phần lắm, có cả sữa, cả trứng, cả hành, có khi có cả thịt nữa. Món kế tiếp là raclette, món này là cái món xuất phát từ vùng Savoie và đến từ Thụy Sĩ. Đây là món ăn làm từ fromage và người ta cho thêm vào pomme de terre là khoai tây, charcuterie là thịt nguội tức là chẳng hạn là jambon, xúc xích, ô nhung là hành tây. Chúng ta để ý cách phát âm của cái danh từ này. O y bình thường phát âm là oa, ở đây chúng ta phát âm là o, o nhôm. Và cornichon, cornichon là loại dưa leo nhỏ và đây là cái món ăn của mùa đông và rất là người ta rất là thông dụng để người ta chế biến để ăn trong gia đình, gọi là món raclette. Chúng ta coi hình ảnh của cái món này, chúng ta thấy là một khoai tây này, rồi có thịt này, rồi có kem nữa và có một số các cái hành tây. Cornichon là cái loại dưa leo rất là nhỏ thế này và oignon là củ hành tây. Món kế tiếp là fondue savoyard. Savoyard là tính từ của vùng Savoie. Đây là một cái món cũng làm từ fromage và thường thường người ta ăn vào mùa đông. Người ta làm fromage chảy ra ở trong một cái nồi và sau đó người ta thêm vào cái món rượu trắng mà ta dùng một cái pick, tức là một cái que nhọn nhọn đó, để người ta nhúng một miếng bánh mì vào. Như vậy chúng ta thấy là muốn ăn cái món này thì phải làm, trước hết phải nấu lên, rồi thực khách lấy cái pick, tức là mấy cái que, rồi châm vào cái miếng bánh mì, cắm vào cái bánh mì, rồi chấm miếng bánh mì vào trong này để mà ăn. Do đó bây giờ người ta cũng có thể dịch cái món lẩu của Việt Nam là fondue, bởi vì ở trong cái món lẩu người ta cũng nấu một cái nồi gì đó, rồi người ta lấy đũa, người ta lấy các cái phúc xét, người ta nhúng thịt, nhúng rau vào trong này, rồi người ta lấy ra người ta ăn, nhúng vào trong này, lấy ra ăn. Thì đó là hình thức của cái món fondue. Số 12 cũng là một món fondue, tức là món lẩu, nhưng mà của vùng Bourgogne. Đây là một cái loại khác nữa, người ta nhúng vào trong đó những cái mẩu bánh mì có fromage và những cái miếng thịt còn sống. Như vậy giống với cách chúng ta ăn lẩu, chúng ta cho thịt sống vào trong cái nồi nước, như vậy chúng ta làm cho nó chín. Ở trong đây không phải là nồi nước mà trong cái nồi dầu nóng bỏng và nó làm cho chín thịt. Các bạn thấy như vậy là cái cách ăn fondue này cũng giống như cách ăn lẩu của mình. Do đó chúng ta có thể dùng chữ fondue, đây là một cái danh từ để dịch ra chữ lẩu của mình thì người ta cũng có thể hiểu được cái món lẩu của mình là như thế nào. Kế tiếp là món có tên là gratin dauphinois và cái món này xuất phát từ trong vùng Grenoble, tức là cái vùng sát biên giới Thụy Sĩ đó. Đây là món ăn về mùa đông và không thể thiếu được vào mùa đông. Đây là cái món được làm bằng khoai tây, pomme de terre, quýt, en rondelle, người ta rondelle tức là cắt thành những cái vòng tròn tròn, rồi người ta nấu chín lên, người ta cho crème fraîche, cho sữa và khi ăn thì người ta rất thích ăn cái này và thường thường là ăn vào trong mùa đông như chúng ta vừa mới nói. Và đây là hình ảnh của một cái món gratin và chúng ta thấy để trong một cái khay, một cái nồi, một cái khay, một cái hộp như thế này và trong này là khoai tây, thành phần chính của nó là khoai tây, rồi cho crème và cho fromage vào nữa. Món ăn kế tiếp có tên là tartiflette. Tartiflette cũng là một món ăn xuất phát từ vùng Savoie và chúng ta thấy vùng Savoie nó nằm ở chỗ này, tức là nằm ngay dưới dặm núi An và phân cách nước Pháp với Thụy Sĩ và nước Ý. Đây là vùng núi
và vùng Savoie là một cái vùng núi. Món ăn này xuất phát từ vùng Savoie và cũng làm từ khoai tây, rồi các cái hạt thịt mỡ, rồi hành tây và cái loại fromage nữa. Đây là một món ăn đặc thù của vùng Marseille và chúng ta nhất thiết là phải nhớ món bouillabaisse. Bouillabaisse là một món cháo. Chữ soup này để dành cho chỉ tất cả những món ăn gì mà có nước ở trong đó. Đây là một món ăn nước và đây là món ăn đặc thù của vùng Marseille. Các ngư dân les pêcheurs ở vùng này thì đã cho nhiều các loại cá khác nhau, kể cả các cái loại sò ốc nữa, rồi cà chua, rồi các cái lòng đỏ trứng, người ta cho chung vào trong một cái nồi người ta nấu lên và ăn món này, ăn chung với bánh mì hay là khoai tây. Và đây gọi là, chúng ta có thể dịch là món cháo cá, nhưng mà đây là món cháo cá thập cẩm, có rất nhiều loại cá, loại sản phẩm, các cái loại hải sản ở trong đó. Món ratatouille là một món xuất phát từ vùng Provence. Và ngày hôm nay đây là một món rất ngon và hôm nay chúng ta có thể tìm thấy cái món ratatouille trong tất cả các cái nhà hàng và nó được ăn chung với cá và với thịt. Món số 17 là món bœuf bourguignon. Bœuf là thịt bò, bourguignon là ở của cái vùng Bourgogne. Món này là một món ăn gia đình truyền thống làm từ những cái miếng thịt bò cắt ra rồi được ninh hầm mijoté, là chúng ta nấu chín từ từ ở trong rượu đỏ cùng với các legume racine. Legume là rau, racine là rễ, legume racine là các loại củ và champignon là nấm. Đây là món ăn đặc thù của vùng Bourgogne. Và cái vùng này là cái vùng nuôi bò rất là nhiều và có cái loại rượu đỏ, do đó người ta nấu thịt bò của vùng Bourgogne cùng với cái rượu đỏ của cùng cái vùng này luôn, do đó nó mang tên là bœuf bourguignon. Đây là hai sản phẩm của cái địa phương này. Trong ẩm thực của người Việt Nam chúng ta cũng có một món người ta có thể dịch là bœuf bourguignon, tức là món thịt bò kho đó, nhưng mà thịt bò kho của chúng ta không có cái mùi rượu đỏ ở bên trong. Kế tiếp là món thịt bê. Món thịt bê này cũng là một món được ninh, được hầm mijoté và nó làm từ thịt vai và thịt ngực, rồi cho thêm kem và bouillon là nước dùng. Nước dùng này nấu với cà rốt để cho nó ngọt. Và trong nước dùng này, nước dùng bouillon có thể dịch là nước dùng hay nước lèo ở trong miền Nam. Và cái nước này được nấu với cà rốt và hành tây để cho nó ngọt và người ta cho thêm nấm vào nữa. Đây là món ăn truyền thống của người Pháp. Và chúng ta coi hình ảnh của cái món blanquette de veau, tức là thịt bê, và trong này lại có đủ các thành phần như cà rốt, hành tây, nấm, nhưng mà lại có kem, tức là phần sữa, do đó nó có cái màu trắng trắng ở trong cái màu cùng màu nước như thế này. Món số 19 là món pot-au-feu. Chúng ta đọc nói là pot-au-feu. Pot-au-feu là một món ăn gia đình có truyền thống đặc biệt của người Pháp. Đây là món ăn làm từ thịt bò được nấu rất là lâu, tức là ninh hầm và ninh hầm với lửa nhẹ, phơ khe đu và trong một cái bouillon là nước dùng, nước lèo nấu với cà rốt rồi các cái củ cải đỏ và với hành poireau là các cái hành tây và nó làm cho cái món thịt này như mềm ra từ từ. Đây là món ăn truyền thống như ở bên trên đã nói và đây là cái món ăn vào mùa đông. Món 20 là món coq au vin. Coq là con gà trống nấu với thịt, nấu với rượu. Đây là một món tiêu biểu ở trong ẩm thực của Pháp bởi vì theo truyền thống thì cái món này có từ thời vua Vercingétorix ở trong thời quá khứ rất là xa. Khi nhà vua thắng trận về thì ăn cái món này và đây là một cái biến thể của món bò bœuf bourguignon mà chúng ta coi ở bên trên đó. Món bò bœuf bourguignon chúng ta gọi là dịch là bò kho đó. Thì món này cũng giống như vậy. Chúng ta nhìn vào hình ảnh thì chúng ta thấy cái món này rất giống với cái món bò bœuf bourguignon ở bên trên. Cũng cho rượu đỏ vào trong này, cũng có thịt mỡ và nấm ở trong này. Món số 21 là món hachis parmentier. Đây là một món ăn gồm có hai lớp. Couche là lớp. Và chúng ta nhìn vào hình ảnh chúng ta thấy rõ ràng là nó có hai lớp. Một lớp trên thì làm bằng thịt băm. Lớp thứ nhất là thịt băm, người ta băm thịt nhỏ ra. Rồi sau đó người ta cho thêm các cái gia vị. Rồi lớp thứ hai là puree là
khoai tây luộc lên rồi ta xay cho nó nát ra. Và đây cái món này gồm có hai lớp, và cái món này được ăn chung với rau xanh salad vert. Món ăn số 22 là món steak tartare. Steak là một danh từ tiếng Anh, tức là thịt bò. Thịt bò tartare, đây là món ăn tiêu biểu mà chúng ta có thể gọi ở khi chúng ta đi vào các quán nước ở bên Pháp. Ở quán nước ở bên Pháp không phải chỉ có bán nước, đôi khi chúng ta có thể ăn một số các cái món đơn giản. Thì đi vào cái quán nước này, chúng ta đói bụng, chúng ta gọi nước để uống cho nó khỏi khát, đồng thời cũng có thể gọi những cái món ăn đơn giản. Trong số các món ăn đó có món steak tartare. Món này được làm từ thịt bò hay thịt ngựa sống và băm thô ra, tức là băm không phải băm nhuyễn ra, băm nó còn những cái miếng to to, lấy dao mà băm rồi cho gia vị vào, rồi cho trứng ở bên trên. Và cái món này được ăn với khoai tây. Đây là một món ăn truyền thống của người Pháp. Số 23 là món choucroute. Món này theo như các nhà nghiên cứu thì món này thoạt tiên nó xuất phát từ bên Trung Quốc, rồi nó đi qua bên châu Âu, qua cái ngã nước Áo, rồi tới vùng Alsace. Và bây giờ đây là cái món ăn tiêu biểu của vùng Alsace. Cái món này chủ yếu làm bằng từ bắp cải lên men. Su là bắp cải, phép mang tê là cho nó lên men chua. Chúng ta gọi là dưa dưa bắp cải đó. Rồi người ta ăn kèm với khoai tây, pomme de terre, ăn kèm với thịt mỡ, la và các cái loại sosis. Chúng ta coi trong hình ảnh, chúng ta thấy các cái phần mà sắt nhỏ ra gọi là su phép mang tê. Cái món này ăn nó chua chua. Và bên cạnh đó có những cái có những phần sosis như này, rồi có cái phần thịt mỡ và khoai tây. Món thứ 24 là soufflé au fromage. Soufflé là một cái món mà người ta nấu rất là cầu kỳ và người ta rất là khó thực hiện cái món này. Do đó người ta nói là chỉ cần một chút sai lầm là cái món này sẽ hư, và cái này phải để cho các nhà chuyên môn, các cái người đầu bếp chuyên nghiệp làm. Và đây chúng ta thấy có hai món soufflé. Một món thứ nhất ở bên tay phải đó là soufflé au fromage, có fromage, nhưng đồng thời cũng như có những cái loại làm nó có mùi ngọt, chẳng hạn như soufflé au chocolat. Đây một cái loại bánh ăn tráng miệng, và chúng ta thấy chữ soufflé là thổi đó. Thì bây giờ cái món này người ta làm theo một quy trình làm sao đó thì cái bánh nó nổi lên, nó phồng lên, nó bồng lên như vậy. Chúng ta gọi là soufflé. Ở bên tay phải là soufflé au fromage, bên tay trái là soufflé au chocolat. Bên này là ngọt, bên này là mặn. Và món số 25, món cuối cùng là cuisse de grenouille. Grenouille là con ếch, cuisse là cái đùi. Cái món này thì thường được chiên với hành tây và thịt của nó rất là mềm, và người ta bảo là ăn cái thịt của con cái đùi ếch này thì giống như là ăn thịt gà, bởi vì nó rất là mềm. Chúng ta thấy đây là các cái đùi con ếch. Sau khi đã đọc qua danh sách 25 món ăn mà ở trong trang mạng Aramis Plus đã giới thiệu cho chúng ta, người ta gọi đây là 25 món ăn tiêu biểu của người Pháp. 25 món này thì chúng ta có thể nhớ được 10 món. 10 món này tối thiểu chúng ta phải nhớ, mặc dù chúng ta cũng chưa có được tiếp cận, chưa được ăn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nghe nói rất nhiều, bởi vì nó rất là phổ biến ở trong đời sống ẩm thực của người Pháp. Và đồng thời chúng ta cũng nhớ thêm một số các cái thành phần để làm ra các cái món này. Đây là một số các danh từ món ăn tối thiểu mà chúng ta cần nhớ khi nói về ẩm thực của người Pháp. Thứ nhất là món foie gras là gan béo. Kế tiếp là món huître là món con sò, và người ta nói là ăn sống với nước cốt chanh. Món thứ ba mà chúng ta cũng cần biết là món cassoulet, và chúng ta nhắc lại món cassoulet làm từ đậu trắng, nấu từ đậu trắng với thịt đùi của con vịt cộng với thịt heo, và chúng ta coi đây là một cái món cassoulet. Và cái món này là cái món đặc sản của vùng Languedoc-Roussillon, tức là phía nam của nước Pháp. Món kế tiếp chúng ta cần nhớ là món ốc sên của vùng Bourgogne. Nhắc tới vùng Bourgogne là người ta nhắc tới hai cái đặc sản. Đặc sản thứ nhất là con ốc sên, và đặc sản thứ hai là cái loại rượu đỏ của cái vùng này, rượu đỏ Bourgogne. Kế tiếp là món crepe của vùng Bretagne, chúng ta gọi là galette breton. Cái vùng Bretagne là cái vùng có thiên nhiên rất là đẹp, một vùng du lịch, thì người ta tới đây người ta thưởng thức cái món crepe.
Kế tiếp, chúng ta cũng nên nhớ tên của một món bánh của vùng Lorraine. Món này có tên là Quiche Lorraine. Cái món này là làm bằng từ là một loại bánh nướng, rồi cho kem fraise, cho sữa, cho trứng và cho cả thịt mỡ vào. Đây là món ăn đặc thù của vùng Lorraine. Kế tiếp, chúng ta cũng nên nhớ cái chữ fondue. Fondue tức là một món người ta nấu thịt rồi trong một cái loại nước dùng, ở đây có thể là dầu, rồi người ta lấy một cái pick, pick là một cái dụng cụ nhỏ, người ta gắp, người ta chấm vào, xiên vào trong một miếng bánh mì, người ta nhúng vào trong cái nước này, người ta ăn. Thì cũng giống như là chúng ta ăn lẩu, chúng ta nấu một cái nồi nước lên, rồi chúng ta lấy đũa, lấy forchette, chúng ta nhúng các cái phần rau, phần thịt, phần tôm vào trong cái nước đó, chờ cho nó chín rồi chúng ta ăn. Như vậy chúng ta có thể dịch chữ fondue này ra là chữ lẩu của tiếng Việt Nam, mặc dù là không 100% nó đúng do bởi các cái thành phần nó khác, nhưng mà cái cách ăn thì nó cũng giống. Kế tiếp, đây là một món đặc sản của vùng Marseille mà chúng ta không thể không nhớ, đó là món cháo cá bouillabaisse. Món này gồm các cái loại cá thập cẩm, rồi có cả hải sản nữa, rồi nấu vào trong đó gồm các cái gia vị và cho cả trứng nữa, và người ta ăn chung với bánh mì. Bouillabaisse là đặc sản của vùng Marseille. Khi nói tới Marseille là người ta nhớ ngay tới cái món ăn đặc thù của cái vùng này là bouillabaisse, món cháo cá. Món bò bœuf bourguignon là một món rất là phổ biến ở trong các gia đình của người Pháp. Người ta nấu đơn giản thịt bò rồi pha nấu từ từ, ninh hầm lên với cái loại rượu đỏ cũng của vùng này, rồi người ta cho các cái loại củ vào. Như vậy rất giống với món bò kho của nước Việt Nam chúng ta, nhưng mà bên trong các cái món bò kho của Việt Nam chúng ta thì không cho rượu. Ở bên Pháp người ta cho rượu đỏ của cái vùng Bourgogne vào. Món pot-au-feu là món rất phổ thông, rất dễ làm và rất là ngon, và bởi vì nó đầy đủ gồm có thịt, đây là thịt bò, rồi có cà rốt và các cái rau, các cái hành tây, như vậy là rau, rồi gồm có cả thịt nữa. Như vậy là chúng ta thấy đây là cái món ăn đầy đủ, chúng ta có thể ăn một cái món này và có thể coi như đủ các cái chất để cho chúng ta có thể gọi đây là một bữa ăn đàng hoàng. Và món sau cùng chúng ta rất cần nhớ, choucroute. Choucroute là cái món mà chúng ta đã nói là nó gồm có thành phần gồm có bắp cải lên men, tức là dưa bắp cải, rồi ăn với sosis, các cái cục sosis, các miếng như thế này, cùng một khoai tây. Đây là món ăn đặc thù của người Pháp, và người ta có thể tìm thấy cái món này ở khắp nơi, ở ngay cả trong các cái nhà hàng. Tên của nó là choucroute. Ở trong khi học chương 3 nói về ẩm thực thì tôi đã giới thiệu một cái tài liệu nói về 25 món ăn đặc thù của người Pháp. Và trong 25 món ăn này, chúng ta tối thiểu nhớ được 10 cái món mà dứt khoát khi học về ẩm thực của người Pháp, khi nói về đời sống của người Pháp chúng ta cần biết. Chẳng hạn như foie gras là thức ăn béo, huître, cassoulet, choucroute, rồi pot-au-feu, tất cả những món đó chúng ta thấy rất là quen thuộc. Một số món rất gần với các cái món Việt Nam. Và chúng ta cũng học thêm một số các cái thành phần để dùng người ta dùng để làm ra cái món này. Và xin